Người phụ nữ trong clip bán táo giá 200.000 cho du khách nước ngoài bị mời lên phường làm việc. Ngày 19 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Công Thương, ông Nguyễn Minh Hoài, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi thông tin một người bán hàng rong chặt chém du khách được lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Tây Hồ và Công an phường Bưởi đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người này và mời về trụ sở công an làm việc. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà BTL, quê ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hiện đang trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Bà L thường xuyên đi bán rong khu vực đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám. Tại buổi làm việc, bà L đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình là không đúng, đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài. Sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, Ủy ban Nhân dân phường Bưởi đã xử phạt hành chính 150.000 đồng đối với bà L về lỗi bán hàng rong. Vì bà L đã trả lại tiền cho khách nên chúng tôi chỉ xử phạt hành vi vi phạm về trật tự đô thị. Đồng thời chúng tôi cũng đã yêu cầu bà L cam kết sẽ không tái phạm hành vi này, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bưởi cho hay. Qua vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của phường Bưởi cũng nhắc nhở tuyên truyền những người kinh doanh trên địa bàn phường tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng, không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định, có thái độ ứng xử văn minh, thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh thủ đô. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc du khách nước ngoài mua táo của một xe hàng rong trên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, sắp bị chặt chém 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ. Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách Tây được một người phụ nữ bán trái cây mời ăn thử táo, rồi bán một túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng. Du khách không đồng ý dẫn đến giằng co. No, you need to give us change. No, not 200,000. No. Just give 200. No, we don't want it. Have to show honesty. We don't want to buy. No, we don't. Oh, you can call the police. Sorry, can you come over here? Chứng kiến câu chuyện, một nam bảo vệ gần đó đã đến nói 50.000 mà được từng này, bà đừng làm thế, trả lại tiền cho họ đi. Lúc này, người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ 200.000 đồng cho khách rồi rời đi. Hai du khách nước ngoài mừng rỡ, cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng hình ảnh du lịch Hà Nội thân thiện, văn minh mà thành phố Hà Nội đang hướng đến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.